Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư, mong sư trả lời thắc mắc giúp con. Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu con không nhiệt tình thì tình cảm vợ chồng không được tốt, nhưng nếu con theo điều đó đi sâu hoặc tỏ vẻ hứng thú thì không tốt cho việc tu đạo. Có những khi con cảm thấy thật ô nhiễm nhưng vẫn phải thể hiện ngược lại cho chồng vui thì tội phước như thế nào thưa sư? Không biết sư trả lời xong với câu hỏi này ông chồng ổng có tới ông chém sư hay không? Xin thưa với quý vị đó, các cái ngay cả thời Đức Phật, ngay cả thời Đức Phật thì ngài cũng đâu có kêu là cư sĩ là tuyệt đối là không được kết hôn, là không được sinh con đẻ cái, là không, ngay cả cái chuyện vợ chồng cũng không được gần gũi với nhau. Phật không có kêu gọi như vậy. Và Đức Phật chỉ kêu gọi, chỉ nói lên là hãy nhìn thấy sự nguy hại của các dục. Dục đem lại lạc ít khổ nhiều thì có, chứ Phật không có kêu là thôi vợ chồng là không có được gần gũi với nhau. Đó. Thì nếu như mà quý vị mà ly dục á thì là quý vị vô chùa, quý vị tu. Còn ở ngoài đời thì thế gian thì vẫn phải có vợ, có chồng, có con, có cái thì nó mới ra cái gọi là thế gian. Ha? Còn những cái phương pháp tu tập, sư xin thưa quý vị, các cái phương pháp tu tập như hành thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền samatha, thiền chỉ samatha, đó là phương pháp dành riêng cho hàng xuất gia chứ không phải dành cho cư sĩ quý vị. Mình nói đem cái thiền tứ niệm xứ về đời thường để cho cư sĩ quý vị thực hành, có đôi khi là mình chỉ khuyến khích thôi, có nghĩa là được chăng hay chớ, chứ còn bản thân cái đó nó không dành cho cư sĩ. Mà Đức Phật dạy những cái phương pháp đó dành cho tỳ kheo, các vị tu hành xuất gia. Chỉ có một số ít các cái đề mục thiền chỉ là dành cho cư sĩ, ví dụ như quán niệm sự chết. Một người tại gia cư sĩ luôn luôn suy niệm là ta có thể chết, chết bất kỳ lúc nào, ta có thể chết bằng một cái tư thế nào ta không biết, ta có thể chết vì bệnh, ta có thể chết do tai nạn, ta có thể chết vào lúc tuổi trẻ, ta có thể chết vào lúc tuổi già, ta có thể chết trên giường bệnh hoặc ta có thể chết bất đắc kỳ tử. Cái đó là phương pháp quán niệm dành cho cư sĩ. Nhờ cái phương pháp quán niệm đó, khi nghĩ nhiều về cái chết thì vì đó sẽ biết sống làm sao cho phải đạo, sống làm sao cho nó hợp với đạo, với đời, sống có trách nhiệm. Người không nghĩ tới cái chết, người đó sẽ không biết cách sống. Đó là phương pháp dành cho cư sĩ. Ngay cả sư xin thưa với quý vị, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, cũng không phải là để cho quý vị hành hàng ngày, mà tôi dành cho cư sĩ quý vị trong thực hành trong những cái ngày bát quan trai đó. Chứ còn sư xin thưa với quý vị đó, ngày thường á, còn vợ còn chồng còn những cái bổn phận gia đình quý vị phải thực hiện, mà cứ hở tí là lôi cái bồ đoàn ra thì tới hồi vợ chồng nó cằn nhằn, nó nói là hồi tới cái hồi mà ông bà bắt đầu là tới chùa rồi bắt đầu sao nhãng cái nghĩa vụ cái bổn phận gia đình thì có phải là oan cho Phật không? Hồi xưa đó, những cái đề mục thiền, thiền chỉ, thiền quán, cư sĩ chỉ có cơ hội thực hành vào những cái ngày bát quan trai. Có nghĩa là 14, 30 hoặc là 15, 14, 15, 29, 30, một tháng 2 ngày, một tháng 4 ngày, một tháng 6 ngày, một tháng 8 ngày, tùy mỗi người. Họ có thể lựa chọn lấy một cái ngày nào đó để cho họ thực hành cái phương pháp tu tập hướng đến cái sự chứng đạt của các cái tầng thánh. Còn những cái ngày còn lại đó, hàng cư sĩ làm chín cái, có 10 còn 9, có là 10 bỏ đi cái thiền định đó, thì còn 9 cái thiện nghiệp. Ha, 9 cái thiện nghiệp. Thì nói thì thôi ghi luôn chứ để
cái màn hình nó che khuất cái phần này. Thập thiện là gì? À, bố thí, kỳ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang, truy kiến, cho đúng. Đủ 10 chưa? Đó. Thì 10 cái đó thì quý vị, cái tham thiền này đó dành riêng cho những ngày bát quan trai. Dành riêng cho những ngày bát quan trai. Còn chính cái thiện pháp còn lại trong thập thiện đó thì quý vị có thể làm mỗi ngày. Nhờ như vậy đó quý vị vẫn có thể hoàn thành cái nghĩa vụ gia đình đó, rồi có thể nuôi dạy con cái mà làm các cái công việc hàng ngày mà không có bị cái người bạn đời của mình nói là ông bắt đầu từ cái hồi ông hay là cô tu rồi sao nhãng cái bổn phận gia đình đó. Ngoài ra đó quý vị biết là cái sự khác biệt giữa cái một cái vị thánh sơ quả, một vị thánh sơ quả và một cái người thường như thế nào. Vị thánh sơ quả đó sơ quả còn lấy vợ lấy chồng á, còn sinh con đẻ cái á, là do quả của phiền não ha. Và vị đó nỗ lực để đoạn giảm, không tạo nghiệp mới. Còn phàm phu của mình á thì do quả của phiền não ra đành rồi, mà còn do cái chuyện mà ráng tạo thêm cái phiền não mới và không có nỗ lực để mà đoạn giảm cái đó. Cho nên vị thánh thì mình thấy là họ thì vẫn có chồng có vợ có con, nhưng mà cái chuyện của vợ chồng của vị đó nó rất là nhẹ nhàng và do cái quả của phiền não nó thúc đẩy thôi, và vị đó nỗ luôn luôn nỗ lực để đoạn giảm cái chuyện đó, và vị đó không có tạo thêm cái nghiệp mới, không có tạo thêm các nghiệp, là vị đó không tạo thêm phiền não mới, không tạo phiền não mới. Đó, còn mình á, thì mình do quả của phiền não cũ và mình tạo thêm phiền não mới. Còn một cái người, một vị thánh cư sĩ đó thì vị đó luôn thường xuyên suy xét như thế này ha. Dục đem lại lạc ít khổ nhiều, vị đó luôn suy xét như vậy. Nhờ vị đó suy xét như vậy đó thì dù cho vị đó có dễ vui đi chăng nữa thì vị đó vẫn không tái sanh về cõi dục này quá 7 lần. Vị đó thường xuyên hướng đến cái sự tiến bộ trong giáo pháp. Đó là cái sự khác biệt rất lớn đối với chúng ta. Còn đối với quý vị, sư nói nếu như chọn thì chọn, thì quý vị cứ giữ chính chính cái pháp thiện thôi ha, giữ chính cái pháp thiện thôi, trừ cái chuyện mà thâm thiền đi là dành riêng cho những ngày bát quan. Còn những cái phần còn lại đó thì quý vị chỉ nỗ lực là biết là do quả của phiền não cũ, mà bây giờ tôi có vợ có chồng có con có cái, còn phải đi làm, còn phải lay quay cơm gạo áo tiền, nhưng mà tôi nhất quyết tôi sẽ không tạo thêm cái phiền não mới, và luôn luôn suy niệm là dục đem lại lạc ít khổ nhiều, được vậy thì tốt,
Còn không được vậy thì quý vị vẫn cứ là phàm phu và vẫn cứ là chúng sanh thôi. Cho nên nó mới nói là chúng sanh như vậy nó mới là chúng sanh. Còn nếu như mà quý vị có thể dứt bỏ được mà đi đến cái sự ly dục thì cái đó là dành khi đó thì quý vị mới có cái gan, khi nào quý vị có cái gan mà quý vị xuất gia sống cái đời sống không gia đình á thì lúc đó hẳn đề cập tới cái chuyện này ha.